Rồi, rồi đạo hữu con có gì hôm nay chút nữa thầy ban áo cho con mặc ấm nha chưa? Anh Dũng. Dạ. Họ không thể nào họ ăn uống được. Phải dùng người cúng, một vị thầy cúng phải dùng cái tư tưởng của thầy đó truyền cho họ. Còn nếu mà họ ăn uống và cảm giác họ mượn cái thân xác họ mới ăn uống được. Chứ họ không bản thân họ không thể ăn tại vì nghiệp lực. Khi mà cái người mà chết vì nước đó, cái tư tưởng họ sẽ lạnh, là cái lúc mà cảm giác họ lạnh là khi cái linh hồn thoát ra là lúc nào cũng lạnh. Tại vì họ bị cái tư tưởng kẹp đó. Nên khi mà phá tư tưởng kẹp đó là họ ấm lại. Cái bản thân cho chấp chỗ nào thì gỡ niệm chỗ đó. Con hiểu chưa? Dạ. Yeah. À, chứ không phải là họ ở, dù họ ở đâu họ cấm lạnh. Thì sự đông vui của người nhập vô của xác của chị á, đó chính là người anh ruột của em gái của bé Hường. Và cái việc mà đông vui ở đây còn rất là nhiều phần âm vẫn chưa được siêu thoát. Và ngay tại cái căn biệt thự cổ như thế này, thật ra tâm linh là những điều mà khó lý giải nhất. Và hiện nay khoa học vẫn đang tìm cách để mà chứng minh, nhưng đó vẫn là một cái câu hỏi lớn. Ở đây thì các anh em thì không có chia sẻ những cái vấn đề gì về mê tín dị đoan, nhưng đây là một cái câu chuyện có thật xảy ra mà các anh em có mặt ở đây chứng kiến. Nó là một cái điều gì đó, tâm linh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Bây giờ tụi con thấy chứng kiến rồi ha, nơi tất cả bao nhiêu tụi con ra đây, tụi con có thấy chắc chắn ở đây cái cô này cổ làm đóng 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 phim. Hình như là thầy mới gặp cổ lần đầu tiên, tụi con mới gặp nhiều hơn thầy. Dạ. Tụi con nếu mà có đóng thì tụi con đóng chứ không phải thầy đóng. Thầy chỉ là người cúng thôi. Dạ. Không biết vấn đề về vấn đề này. Nên đối với thầy cái cúng vong linh này đã trên 20 mấy năm thầy cúng rồi. Dạ. Tụi con thấy cái việc cúng thầy đi lội gần lội bùng lầy là rất nhiều rồi. Thì cái việc cúng này là vì tình thương của Phật giáo chứ không phải là vì mình đi để mê tín hay là gì. Cái này cũng là cái pháp bố thí đó, cái pháp bố thí của chúng ta đối với những người đã mất. Tại vì những người mất gọi là phi nhân là không phải là loài người. Nó là như vậy. Nên chúng ta phải hiểu rằng giống như cô này là cổ có cái căn. Căn là có nghĩa là cổ nhiều cổ, khi mà cổ gia đình cổ nghèo quá, cô không dù biết căn nhà này có phần âm nhiều quá, nhưng mà không có đất đai nên hai chồng phải thuê ở. Nếu người ta có nhà cửa thì đâu có vô đây ở đâu, ai dám đây ở. Tụi con ở đây có cảm giác rất là lạnh đúng không? Thì người ta phải vì điều kiện nó khó khăn ta mới vô đây bấm bụng vô đây chứ. Ai mà vô đây bao giờ? Nên cái tâm linh đó, chúng ta không thể nào nói được. Dạ. Tâm linh nó muôn màu muôn vẻ, nó khó. Nên chúng ta tu, nếu mà chúng ta mà đi rồi dẫn về tâm linh chúng ta bị mê tín. Thầy có một cái câu chuyện chia sẻ như thế này nè. Lúc nãy thì sau khi mà thầy đi quan sát ở trong cái căn biệt thự này, thì thầy có nói với lại chị là ở con của chị là chết nước. Không biết tại sao thầy lại biết việc đó hả thầy? Hôm giờ mình mà tụi con hỏi thầy tại sao thầy biết, thầy cũng trả lời hỏi thầy không biết gì. Nó như là thầy bói mà đóng mò thôi, giống như cho con voi đóng mò thôi chứ biết đâu đóng mò. Mai mãi cổ nói có chứ điển nữa cổ không có thì chắc thầy quê lắm ấy. Thật sự thầy chẳng biết gì hết á, nhưng mà đợi đốt xong rồi sắp chia cho mấy gia đình này, gia đình ta nghèo chia hết. Dạ. Chia phẩm vật cho nhiều phần cho tặng cho những người nghèo. Đây là thức ăn toàn ngon không chứ đâu phải ăn rẻ tiền đâu. Thầy cúng là thức ăn rất ngon. Nhưng đệ tử thầy nó biết thầy nó bây giờ phải sắp xếp thầy thức ăn rất là có giá trị để mang tặng cho người ta. Con tụi con hỏi gì nó có hỏi gì trả lời cho. Anh em có hỏi gì không? Thật ra thì có những người vô đây thì cái cảm giác gần người. Thì thầy có thể chia sẻ cho tụi con biết là cái cảm giác mà nổi da gà hay gần người, cũng như là lúc nãy mà anh Bình gì đó nhập vô cái phần của chị đó, thì cái đó là cái cảm giác bình thường hay là ở trong nhà Phật có thể giải thích theo cách nào không? Cái chuyện đó là bên Phật giáo thì nói rất rõ ràng, tại vì vong linh họ tồn tại theo kiểu tần số tâm thức, họ không có thân thức vật lý như chúng ta. Nên muốn nhập vô, muốn dựa vô phải dựa vô ý thức chúng ta điều khiển cái thân của mình. Còn như tụi con bước vô đây mà có cái cảm giác nó lạnh, nó cũng đơn giản thôi. Thì con xếp xét trong hai trường phái, giống như vong á, mình chúng ta là điện dương, còn vong là điện âm, đúng không? Thì dương âm là xếp nhau, mà âm dương hút nhau thì giống như tụi con làm mang dương bước vô đây gặp âm hút vô là những cái lông da gà hay những cái lông non á. Nó nổi lên là vậy thôi, còn hút âm dương hút, chứ không có gì hết. Đơn giản theo kiểu vật lý thôi, chứ không có gì. Nên tụi con đừng có, như tụi con mới biết là
cái điện tích âm điện dương nó hai cái nó hợp nhau thôi. Mình là điện tích dương thì điện âm nó sẽ hút về những cái lông này nó sẽ đứng lên, hay là những da gà nổi lên, hay là cảm thấy ớn lạnh một chuyện rất là thực tế, không có gì mà máy tính. Con cũng đã đi theo, con với Nhân thì cũng đã đi theo thầy để mà coi cái biểu bị cúng, nhưng mà con không hiểu tại sao là hôm nay lại có 12 chén cháo này. Chén cháo này phải 12 chén cháo mà do người ta chia là 12 bộ loại của hồn á. 12 loại của hồn. 12 loại của hồn. Người ta cúng 12 loại của hồn chứ không phải 12 chén cháo. Thật sự chén cúng rất nhiều cũng tốt nha, nhưng mà do 12 loại của hồn nên là cúng. Thì theo con được biết á, thì cái phần vong là cái phần âm thì thường xuất hiện ở những cái nơi tâm tối nè, và những cái nơi mà khá là gồng gợn, với số lượng người hôm nay cũng phần dương khác rất là nhiều, thì phần âm nhập vô được như thế con cũng chưa hiểu lắm á này. Dạ. Vong không có cái thực ngữ nào, không có cái nội dung nào mà bắt vong phải phần tối mới vô và sáng nó dương nó mạnh hay không có. Dạ. Chẳng qua là khi mà con người đông mình chúng ta không có sợ thôi. Dạ. Chứ nếu mà mình con đứng đây nãy là con chạy rồi. Dạ. Bởi vì nhiều đông nhiều người nên con cảm giác sợ. Chứ một mình con đứng đây mà vong vô là con nó chạy trốn. Chúng ta coi do cái tư tưởng. Còn cái mà vong thì không có thời gian không gian. Ví dụ như giờ cái bé nó chết 11, 10 tuổi là 100 năm vẫn 11 tuổi, chứ không có vụ lên tuổi. Người nào không lên tuổi. Dạ. Lên tuổi là người đó sai. Không dạ. Hiểu gì vậy vong. Vong là họ, khi mà họ rời khỏi cái định nghĩa vong là khi rời khỏi thân xác, họ tái sanh vô ngạ quỷ. Khi rời khỏi thân xác là có nghĩa thân chung ấm thôi, nhưng mà khi mà qua cái 49 ngày nó đi theo nghiệp lực ở vô ngạ quỷ. Ngạ quỷ là sanh vào, tái sanh vô ngạ quỷ, đó cũng là phần sanh phi nhân. Mà khi sanh vô phi nhân là một loại chúng sanh rồi, nhưng mà họ không có thông tướng giống như chúng ta, nên họ dùng tầng tồn tại hữu tầng số của họ. Rồi họ muốn gì họ dựa vô, họ phải dựa vô với người đó phải cùng tần số, cũng cái hợp tần số không, chứ không phải ai cũng muốn được nhập. Cộng với lại cái con nói khi mà vong thì họ không có thời gian không gian, thời gian không gian họ không có chi phối, họ không bị thời gian không gian chi phối. Chúng ta bị thời gian là ở đây là đến khoảng 3 giờ chiều, 4 giờ chiều, không gian là trong cái biệt thự này, chứ còn vong không có thời gian không gian, nên làm gì có dù biên giới không, vong không có cương giới nào để cho được biên giới, đúng không? Vong thì không hề có cương giới và biên giới. Nên con hiểu vậy. Chứ con mà định nghĩa vong mà có cương giới biên giới không? Vong đâu có tồn tại theo kiểu thời gian không gian chi phối. Mà vong người ta đọc cuộc suy nghĩ của mình. Thế con là người xấu là họ sẽ có bây giờ. Con ví dụ như nãy mà thầy vong mà họ đọc một ý nghĩ này, thầy mà không tu do gì nói là họ nghe coi chứ nói thôi ra đi họ ra thôi. Họ cảm nhận được người đó. Họ có thể biết được chúng ta giả dối hay thật thành thật thành tâm với họ. Chúng ta lừa dối với nhau được chứ không có lừa dối thông minh được. Nên hiểu. Lúc nãy thì tụi con có thấy cái phần xác của chị á, là vong đòi hút thuốc nè, đòi nước uống nè, và thậm chí là con nghe được cái câu là thiếu tả hay sao á, thì cái phần đó là như thế nào hay thầy con? Thiếu tả chứ... là họ lạnh á. Lạnh? Áo lạnh. Áo đốt chứ. Dạ. Yeah. Nó đốt chứ. Vong như họ thật sự họ không thể nào họ ăn uống được. Phải dùng người cúng, một vị thầy cúng phải dùng cái tư tưởng của thầy đó truyền cho họ. Còn nếu mà họ ăn uống và cảm giác họ mượn cái thân xác họ mới ăn uống được, chứ họ không bản thân họ không thể ăn, tại vì nghiệp lực. Nên trong bài kính là bài cơ bài cây cung bài kính là cúng á, phải có biến phá địa ngục, phá địa cái ngục, dùng cái tâm của người tu, dùng cái giới lực của người tu và dùng cái thần lực của kinh văn của Phật phá đi cái ngục họ đang chịu cái ngục đó, phá đi rồi đến chịu thỉnh là dùng cái tâm mình chịu thỉnh họ về. Rồi đến giải quan kết, giống như có những cái vong họ bị cái nạn lớn nên phải giải cái quan của họ ra. Rồi có đến những cái mà khai hậu là có những cái vong do họ lúc họ sống họ là tham, nên cái cổ họ nhỏ như kim, cái bụng như cái trống, nên phải đọc cái bài chú để dùng tâm mình mở cái ý hậu, mở cái cổ họ rộng ra, họ mới thức tiếp nhận. Diệt định nghiệp, diệt nghiệp là khi mà đọc cái bài chú đó mình cộng cái lực tu của mình diệt cho có những cái vong họ bị cái nghiệp lực, là tự nhiên họ uống nước lửa, nước với lửa, mình đọc cái bài đó ra là nó như là dừng cái nghiệp lực đó lại. Nên phải có cái giới lực của người tu. Cúng cái này bắt buộc phải anh là người giữ giới. Chứ anh mà không giữ giới, anh đi cúng bằng cái thân cúng về anh giả dối. Khi mà cúng là không vì tiền này, không vì tiền mà cúng này, không vì danh mà cúng này, không vì quyền lợi mà cúng, không phải vì tình thương Phật mới cúng. Và phải trì giới, mình mới có năng lực đó mới được. Chứ ngoài ra mình cúng vậy là chẳng khác nào. Nên như khi mà con có năng lực thì con sẽ khuyến khích nói nhỏ nhẹ là họ đi thôi. Họ cảm nhận thì họ thỏa mãn nhu cầu. Giống như sáng thầy có nói được không? Khi họ khác họ thèm thuốc.
tặng cái thuốc đi cho hút, hút là xong, thỏa mãn là siêu, thấy không? Khát nước, đưa nước uống, siêu. Khi mà giải quyết được cái nhu cầu của họ là họ siêu, hiểu không? À, con có biết được rằng là anh Bình đó là chết mất do nước, có nghĩa là họ bây giờ linh hồn họ vẫn còn ở đây, họ dắt dưỡng ở đây, mất do nước là sẽ lạnh luôn hay là tại vong họ không được cúng kiến hay như thế nào thầy? Nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, khi mà cái người mà chết vì nước á, cái tư tưởng họ sẽ lạnh, là cái lúc mà cảm giác họ lạnh là khi cái linh hồn thoát ra là lúc nào cũng lạnh, tại vì họ bị cái tư tưởng kẹp đó, nên khi mà phá tư tưởng kẹp đó là họ ấm lạnh. Cái bản thân cho chấp chỗ nào thì gỡ niệm chỗ đó, con hiểu chưa? Dạ. À, chứ không phải là họ ở, dù họ ở đâu họ cảm thấy lạnh, tại vì họ đó tư tưởng họ bị lạnh, họ phải chấp vô cái lạnh, nên mình phải khai mở cho họ này này này, hiểu không? Không phải là do cái lạnh này, do vì nước, đâu có nước đâu, do tâm của đạo, tâm của vị vong đó đang bị chấp vô cái lạnh đó, hãy mở cái tâm ra, đừng nghĩ nó là lạnh nữa, thì nó là nó ấm thôi. Rõ ràng mình đang phá cái ván đó cho họ, chứ không phải là khi mà họ nói, tôi không có lạnh, tự nhiên họ không lạnh. Vong là cái dùng tất cả đều do tâm mà ra, con hiểu chưa? Dạ. Nên cái người cúng là phải hiểu cái đó mới cúng. Có nghĩa là cái tâm họ khi họ mất, họ bị chấp vô cái lạnh đó. Dướng vào đó. Và việc mà gỡ cái lạnh, gỡ cái chấp đó là chỉ có thầy hay là những người nào mà họ có đủ lực á, dạ, họ sẽ gỡ. Giống như là mình có cái năng lực, mình sẽ giúp họ. Dạ. Chứ không phải ai muốn làm là. Và họ sẽ cảm nhận, dùng cái tư tưởng mình cảm nhận họ, họ cảm, tại vì họ không có thân, nên hai tư tưởng cảm nhận qua nhau. Là từ cái đó khi không cần nói chuyện, chỉ nhìn là biết cái người đó, dạ, đi rồi họ đi thôi, không có gì hết thôi. Dạ, cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe ạ.